Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một điểm đến thú vị đang được giới trẻ truyền tay nhau nên tham quan khi đến với Đà Lạt. Tuy nhiên, trước khi khám phá địa chỉ mới mẻ này, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin du lịch trên địa bàn trong thời gian qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện văn bản số 323 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Theo đó, các cán bộ công chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý và tổ chức lễ hội, không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm, không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu chuộng hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển, đồng thời thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội, rà soát đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của các di tích, cơ sở thờ tự hợp pháp, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hành tín ngưỡng và tham gia lễ hội. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm, kích động bạo lực và các vi phạm pháp luật khác. Trước Tết, do nhiều cây mai anh đào đã ra chồi non, nhiều người cứ ngỡ mai anh đào Đà Lạt năm nay không thể nở hoa. Nhưng những ngày sau Tết Nguyên Đán, thời tiết Đà Lạt trở nên ấm áp hơn, nên trên các tuyến phố, những hàng cây mai anh đào bắt đầu nở hoa sum suê. Một số du khách cho biết họ vừa mới cùng gia đình đến Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên Đán, nhưng chưa được ngắm mai anh đào nở. Nay thấy bạn bè chụp hình thông báo mai anh đào đang bung nở khắp phố phường, nên đã gấp gáp bắt xe lên Đà Lạt để kịp ngắm hoa, chụp hình. Theo kinh nghiệm của người dân Đà Lạt, hoa mai anh đào sẽ nở rộ đẹp nhất vào khoảng trong 10 ngày. Đặc biệt hơn, những ngày này thời tiết đang khá thuận lợi, nắng ấm, trời se lạnh nên càng thích hợp để du khách lên Đà Lạt dạo chơi, ngắm hoa. Trong những ngày qua, khu du lịch Làng Cù Lần đón trên 20.000 du khách. Đặc biệt, vào ngày mùng 5 Tết là cao điểm du khách tới Đà Lạt, Lâm Đồng. Làng Cù Lần đón hơn 8.200 khách. Nhờ đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ du khách từ trước, nên khu du lịch Làng Cù Lần không xảy ra cảnh ùn tắc, quá tải. Các dịch vụ đều đáp ứng tốt cho du khách. Khác với nhiều năm, thường từ ngày mùng 7 Tết, du khách tới Làng Cù Lần sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, năm nay, sau ngày mùng 7 Tết, lượng khách tới khu du lịch vẫn rất đông. Nguyên nhân được cho rằng sau Tết là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, nên du khách, đặc biệt là người trẻ tuổi, vẫn có nhu cầu đi du lịch lớn. Quý khán giả thân mến, nếu bạn là một người hâm mộ thú cưng và có một niềm đam mê đặc biệt đối với những giống chó ngoại nhập, vậy thì còn chần chờ gì nữa, ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ có thể tham quan trải nghiệm và có thể tận mắt sờ những chú chó rất là thân thiện này nhé. Alaska, Bulldog, Samoy, những trái dâu căng tròn, vườn bí ngô khổng lồ và vườn cà chua công nghệ cao hấp dẫn. Những chú thú cưng hiền lành đáng yêu cùng với những sản vật thú vị của Đà Lạt, tất cả đều có mặt tại cùng một địa điểm du lịch vừa mới được đưa vào hoạt động cuối năm 2018. Đó là nông trại cún Puppy Farm. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng Puppy Farm đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ khi đến với Đà Lạt. Thoạt nhìn các chú chó hơi to xác, tạo cảm giác sợ hãi cho các bạn lần đầu tiên đến đây. Nhưng khi tiếp xúc và được làm quen, thì bạn chỉ muốn cưng nựng các chú chó mà thôi. Em thấy là mấy chú chó rất là thân thiện và rất là thích. Em thấy như là số lượng chó đây rất là nhiều và em thấy như là nhiều chủng loại chó rất đa dạng. Những chú chó đây rất là thân thiện, em thấy đây là một trải nghiệm rất là thú vị. Trên 100 chú chó được nhập từ các nước Đức, Anh, Pháp, Úc, v.v. với các giống Alaska,
Bulldog, Corgi hay Poodle. Chúng rất hiền lành và được tiêm phòng vaccine đầy đủ, nên du khách có thể yên tâm tha hồ cưng nựng và đến gần để có những bức hình đáng nhớ. Không chỉ là một không gian dành riêng cho các chú chó đáng yêu, Puppy Farm đặc sắc ở chỗ còn là nơi để du khách có thể tham quan vườn cà chua, vườn dâu công nghệ cao, tận hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch chuẩn nhà trồng. Ở dưới Bình Thuận của em thì chưa có những mô hình như thế này. Lên đây thấy chó với lại qua khu vườn bí ngô thì em thấy nó thích, nó lạ. Với khung giờ thả cún ra sân chơi từ 8 giờ đến 11 giờ 30 vào buổi sáng và 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, du khách có thể sắp xếp lộ trình tham quan hợp lý để có thể thỏa thích khám phá các điểm du lịch nổi tiếng khác tại Đà Lạt mà vẫn có thời gian ghé thăm các chú chó đáng yêu ở đây. Ngoài ra, du khách có thể tham gia hái dâu và cà chua tại vườn với các giống cà chua sô-cô-la, cà chua trái cây, dâu Hàn Quốc, dâu New Zealand và dâu Mỹ. Nông sản tươi ngon, những ly cà phê sạch, sinh tố đậm vị trái cây nguyên chất đã giúp du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến quy trình trồng, chăm sóc mà còn được thưởng thức hoặc mua về làm quà những sản vật thiên nhiên của thành phố Đà Lạt. Xuất phát từ niềm đam mê chó của gia đình. Cái thứ hai là gia đình chị lợi thế là về nông nghiệp. Cho nên chị muốn kết hợp hai cái lại với nhau để tạo ra một cái điểm du lịch mới. Chưa đến 50.000 một người để vào khu vui chơi với thú cưng sẽ giúp du khách vừa có thể trải nghiệm không khí trong lành, ngọt ngào của đất trời Đà Lạt, vừa có thể vui đùa với các em cún đến mức chẳng muốn rời đi. Nông trại cún Puppy Farm chính là một địa điểm du lịch trải nghiệm cần được bổ sung vào danh sách những nơi nên đến trong chuyến hành trình khám phá thiên nhiên thơ mộng của thành phố cao nguyên Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, một trong những ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò đó chính là cùng nhau lang thang những hàng ăn vặt ở trước cổng trường hay trong một con ngõ nhỏ nào đó. Với giá tiền hợp lý và độ ngon thì miễn chê. Chắc chắn không một học sinh nào có thể quên được những buổi chiều tan học cùng với bạn bè hẹn hò nơi quán xá. Và hôm nay, Hà Yến xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng ghé thăm một địa chỉ giúp những bạn trẻ xứ Trà Blau trở về với ký ức tuổi thơ đầy tươi đẹp. Không phải những món ăn đắt tiền trong những nhà hàng sang trọng, cũng không phải một món ăn đặc sản nổi tiếng ở một địa danh nào đó. Trong tâm trí những cô cậu học trò này đã lớn, hoặc những bạn sinh viên xa nhà, thì những món ăn vặt tại những quán vỉa hè hay tại cổng trường gắn bó một thời tuổi thơ mới chính là hương vị ẩm thực khó phai nhất. Đối với biết bao thế hệ trẻ tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, quán ăn vặt dân dã với cái tên rất đổi quen thuộc mà hầu như bạn trẻ nào cũng biết, đó là quán bánh kẹp Bà Thành. Nằm ngay trong khuôn viên của nhà văn hóa thiếu nhi Bảo Lộc, quán ăn vặt Bà Thành nổi tiếng với thế hệ học sinh nơi đây với món bánh kẹp, bún xào, xì rô đá. Những món ăn tưởng chừng như bình dị ấy lại là kỷ niệm về một thời thơ ấu của biết bao cô cậu học trò phố chè Bờ Lao. Em đi học ở xa em cũng hay về đây ăn lắm. Mặc dù bây giờ là có rất nhiều món ăn mới nhưng mà em vẫn hay lui tới đây ăn. Nó rất là quen thuộc. Bọn em có đi học ở xa nhưng mà mỗi lần bọn em về đây thì bọn em đều ghé ở đây ăn chỗ Bà Thành này. Nói chung là mùi vị của ăn của Bà Thành rất là đơn giản nhưng mà ngon. Ít bánh lọc nhỏ được kẹp ngay ngắn dưới lớp bánh tráng giòn tan. Tô bún xào vừa đủ lấp bụng và ly siro mát lạnh chính là niềm mơ ước, là tuổi thơ của biết bao cô cậu học trò. Để rồi khi lớn lên, công việc và cuộc sống bận rộn khiến người ta không còn thường xuyên tìm đến quán quen. Nhưng hương vị của tuổi thơ sẽ chắc chắn trở thành những ký ức khó phai trong lòng mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, hương vị khó phai của tuổi học trò vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch hấp dẫn cho chuyến hành trình khám phá mảnh đất Nam Tây Nguyên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!